sốt như nước khác với chú nhờ. Ê. Hay à, tới giờ rồi. Nè nè, đi. Vừa đi vừa ăn mà. Mình đi chung. Hả? Chú cũng đi hả? Tới nhà sáng, có mình mới rực. Có mình muối. Mang theo nha đèn tới với bọn đi. Cỡ trong đầu của nó, khiêng nó ra đi. Chạm lửa. Dạ. Lửa kìa. Dùng băng bùa. Băng bùa? Không sai. Băng bùa vô trong người thì sẽ tan. Cho nên mình nghiệm sát chẳng nghiệm ra cái gì hết. Chú à, chú giỏi thiệt đó. Chuyện khó giải như vậy mà chú cũng nghĩ ra nữa. Ê, thôi đi, tới giờ rồi. Xin lỗi nha, chúng tôi đi. Đi. Nè sư phụ. Đi. Nè làm gì vậy? Khóa ông lại, mất công phá đám. Thôi được nha, ở trong anh lạnh lắm đó nha, hả? Lạnh gì chứ, lạnh không chết đâu, đi. Thì thả ra đi, nhanh lên. Điều tra xong rồi thả ổng mà, đi. Chờ cái con đã. Có chứ. Wow. Thôi con mẹ mày, chơi cái trò gì đây hả? Thằng khốn nào muốn gán tao à, chết mẹ mày. Bắn nó vô hết rồi, đưa chìa khóa cho tao. Ê, đừng có nổi máu anh hùng nha hả? Hả? Là chìa khóa xe à? Đúng đó, đúng đó. Chống lại nó. Chú Phong à, chú Phong à, hành thi kìa. Lẹ lên đi. Đừng liệt xuống nha, để chúng mày chết đó. Nói chơi hả? Hả?
Mau, mau kéo tôi lên đi, kéo tôi lên. Quay chân nha. Lên đi. Chụp lấy. Nè, tôi chụp được rồi. Được rồi. Nè, không được. Lên đỡ đi. Lời giúp ông đi. Sao bây giờ? Ba người quá nặng rồi. Tôi chết. Chết. Mau dậy đi. Sư phụ ơi, được tới nơi rồi kìa. Mau châm lửa đi. Nè, không phải chỗ này. Ơi, mau chạy đi. Nhà xác bị cháy sập hết rồi. Đã xảy ra chuyện gì? Xác án đi. Xác án? Xác đánh cảnh sát hay là có người đến cướp? Xác chết vậy làm sao tôi viết báo cáo đây? Tôi viết thẳng đi. Ban đầu mình đã nói rõ rồi mà. Không sai. Anh cũng không nên làm chuyện lớn như vậy chứ. Sếp Lâm. Yes sir. Thật ra tại sao xảy ra chuyện này? Cậu có chỗ nào không giữ ý ổng, cậu cứ nói thẳng ra đi. Không có sao đâu. Điểm hay điểm xấu cái việc nói ra đi. Ông rất là ngoan cố. Không nghe lời chỉ huy, cách xếp bán lạc hậu. Không có tinh thần khoa học. Có câu nào nghe hay không? Ông là một cảnh sát tốt. Cậu nói ảnh là một cảnh sát tốt. Tôi làm bổn phận của tôi thôi.